Xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh tìm kiếm đầu tư. Vì sao nói tầm nhìn quyết định vận mệnh? Tầm nhìn chính là thứ quyết định một người có thể thoát khỏi lối mòn tầm thường và tạo nên đột phá hay không. Không sợ đích xa không đến được, chỉ sợ tầm nhìn quá hạn hẹp. Đằng sau tiền bạc là tầm nhìn. Một người không thể kiếm được nhiều tiền, chật vật mãi không đạt được cuộc sống như mong muốn, không phải vì họ không cố gắng, không chăm chỉ, mà do tầm nhìn quá hạn hẹp. Mở rộng tầm nhìn, nâng cao hiểu biết của mình, khi đó, tiền bạc, thành tựu là một kết quả sẽ xảy ra. Còn nếu vẫn giữ mãi một tầm nhìn hạn hẹp, dù làm việc quần quật ngày này qua tháng khác, vật lộn mãi bạn vẫn không thể thoát ra được lối mòn cũ. Câu chuyện thứ nhất, tiểu thương và danh họa. Một vị danh họa lớn muốn đổi tranh của mình lấy xe bắp cải. Một hôm, nghe thấy một tiểu thương đang kêu bán cải trắng ở ngoài cửa. Vị danh họa sau khi vẽ một cây cải trắng lên giấy, ra ngoài tìm tiểu thương đó. Tiểu thương vội chào, vị danh họa nói: "Tôi dùng bức họa này đổi lấy một xe cải trắng của anh, như thế thế nào?" Tiểu thương ngay lập tức phản ứng lên: "Dùng một bức họa của cây cải giả đổi lấy một xe cải thật của tôi ư? Nếu không phải ông đã già, tôi nhất định sẽ mắng ông một trận." Nghe vậy, vị danh họa chỉ đành quay lưng rời đi. Sau này tiểu thương mới biết, người đó chính là một danh họa lớn, bức họa đó có thể mua được hàng ngàn xe cải trắng. Người tiểu thương đã hối hận, nhưng cơ hội đó đã không còn nữa. Tầm nhìn của một người quyết định vận may của họ. Sự may mắn, cơ hội của mọi người gần như bằng nhau. Khác biệt chính là một số người nhận ra, nắm bắt cơ hội, bay cao bay xa. Có người đã hỏi một nhà đầu tư nổi tiếng, ông đã tiếp xúc với nhiều người kinh doanh, giàu có liệu có thể tìm ra một số bí quyết thành công từ họ để chúng ta những người bình thường có thể học tập. Nhà đầu tư ấy trả lời, không thể có một bí quyết nào đặc biệt và hiệu quả. Nếu thật sự có, thì mọi người đều làm theo và không còn gọi là bí quyết nữa. Nhưng khi tôi suy nghĩ về những người đó, họ thực sự có một điểm chung, đó là họ có một tầm nhìn xa. Trong cuộc đời này, thành tựu tình cờ là do may mắn, còn thành tựu lâu dài là do tầm nhìn. Mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều phản ánh tầm nhìn của bạn. Câu chuyện thứ hai, muốn thành công, phải mạo hiểm. Có người hỏi một anh nông dân, anh có trồng lúa mì không? Anh nông dân trả lời, không, tôi sợ trời không mưa. Người kia lại hỏi anh nông dân, vậy anh có trồng bông không? Anh nông dân lại trả lời, không, tôi sợ kiến sẽ tha hết hạt giống. Nghe vậy người này mới hỏi, vậy anh trồng gì? Anh nông dân trả lời, tôi không trồng gì cả, tôi phải chắc chắn an toàn tuyệt đối mới làm. Dám mạo hiểm cũng là một điều kiện không thể thiếu của người thành công. Dám nghĩ dám làm mới có cơ hội thành công, không nghĩ không làm thì ngay cả cơ hội cũng không có. Con người đôi khi vì sợ nguy hiểm mà tránh xa mạo hiểm, nhưng lại không biết rằng chính điều đó đã khiến cho bản thân mất đi cơ hội và càng đẩy họ vào chỗ nguy hiểm. Câu chuyện thứ ba, học cách trưởng thành và đối diện với sóng gió. Có một đóa hoa nhỏ mong manh mọc trên một gốc cây tùng cao lớn. Đóa hoa nhỏ vô cùng hạnh phúc vì được cây tùng che chở, chắn gió che mưa khiến cho nó mỗi ngày đều sống mà không phải lo lắng gì. Một hôm, đột nhiên có một nhóm công nhân đến, chẳng mấy chốc họ đã chặt đổ cây tùng to lớn này và mang đi. Đóa hoa nhỏ vô cùng đau lòng khổ sở, nó gào khóc và nói, không có cây tùng che chở, tôi biết sống ra sao, mưa to gió lớn đến tôi phải làm thế nào, chúng sẽ giết chết thân thể nhỏ bé này của tôi mất thôi. Nghe bông hoa nhỏ gào khóc, một cái cây ở xa an ủi nó, bạn đừng nghĩ như vậy, mất đi sự che chở đó, bạn lại có thể tiếp nhận được ánh nắng mặt trời, nhận được những giọt mưa. Như thế sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, mọi người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của bạn. Sau khi họ nhìn thấy bạn rồi, sẽ trầm trồ khen ngợi bạn, bông hoa nhỏ đẹp quá, bạn nói xem bạn có vui không nào. Bông hoa nhỏ nghe xong, tươi cười vui vẻ. Con người cũng cần phải học sự trưởng thành, cần phải tách ra khỏi sự che chở của bố mẹ và gia đình, học cách tiếp nhận sự việc. Bạn nên biết, một người trải qua đủ loại thử thách sẽ có thể trở thành người mạnh mẽ. Không trải qua mưa gió, sao nhìn thấy cầu vồng? Chính là đạo lý này. Câu chuyện thứ tư, thành công 99% là nhờ nỗ lực. Trước đây có một cậu bé vô cùng thông minh, nhưng vì sống trong những lời ca tụng lâu ngày, cậu bé dần dần đâm ra lười biếng. Cậu muốn dùng trí khôn của mình để kiếm lợi mà không cần phải lao động. Một ngày, cậu may mắn được nói chuyện với Thượng Đế. Cậu bé hỏi Thượng Đế, 1 vạn năm đối với ngài là khoảng bao lâu? Thượng Đế trả lời, giống như 1 phút. Cậu bé lại hỏi,
100 đồng đối với ngài là khoảng bao nhiêu? Thượng đế lại đáp, khoảng 1 đồng. Cậu bé lại hỏi thượng đế, vậy ngài có thể cho con 1 đồng tiền không? Thượng đế vui vẻ trả lời, đương nhiên là được, con hãy đợi ta một phút. Không có sự siêng năng cần cù thì không thể tạo ra được một thiên tài. Edison từng nói, thiên tài là do 1% thiên bẩm, 99% là nhờ nỗ lực. Chỉ có nỗ lực không ngừng mới có thể đạt được thứ họ muốn. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, cho dù đó là trên thiên đường. Câu chuyện thứ 5, biết cách hợp tác để sinh tồn. Trước đây có hai người cùng gặp cảnh đói khổ không có gì ăn. Đang cơn nguy nan thì gặp một người ngư dân đi câu cá về. Người ngư dân thấy vậy thương tình cho hai người số cá mình câu được và chiếc cần câu. Hai người họ, một người chọn giỏ cá, một người chọn chiếc cần câu. Người chọn giỏ cá thì lập tức đem số cá đó nướng ăn tại chỗ. Sau khi ăn hết chỗ cá, không lâu sau cũng chết đói vì hết cá để ăn. Còn người kia sau khi có được cần câu thì mon men ra sông câu cá. Nhưng chưa ra được đến nơi thì bị kiệt sức vì đói, nằm chết bên bờ sông. Con người chỉ có thể tồn tại và phát triển khi cùng hợp tác tương trợ lẫn nhau. Khi hợp tác thì có thể bù đắp những khuyết điểm của nhau, hóa giải mọi nguy nan trong cuộc sống. Khi bước chân vào xã hội thì điều đầu tiên cần phải học hỏi, đó là biết cách hợp tác để sinh tồn. Câu chuyện thứ 6, thời gian mỗi người có là như nhau, thành, bại là do chính bạn chọn. Có 3 người công nhân đang xây một bức tường, một người đi ngang qua hỏi, các anh đang làm gì vậy? Người thứ nhất trả lời, anh không nhìn thấy sao, xây tường chứ làm gì nữa. Người thứ hai trả lời, chúng tôi đang xây dựng một cao ốc. Người thứ ba trả lời, chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới. Kết quả 10 năm sau, người thứ nhất đang xây dựng một bức tường khác ở một công trình mới. Người thứ hai làm kỹ sư xây dựng đang ngồi ở văn phòng thiết kế công trình. Người thứ ba chính là ông chủ của hai người kia. Đều là 3 người làm chung một công việc, nhưng tâm thái khác nhau sẽ quyết định vị trí của mình khác nhau. Người mà không ngừng chiến thắng chính bản thân mình thì sẽ không ngừng vươn lên. Duy trì tâm thái lạc quan sẽ quyết định được chất lượng cuộc sống tương lai của bạn. Người càng lạc quan thì thân thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng sảng khoái. Chất lượng cuộc sống cũng nhờ vậy mà càng nâng cao. Mỗi người chúng ta trong mỗi ngày đều có 24 tiếng như nhau. Nhưng người thành công là người an bài tốt thời gian mình cần. Người thất bại là những người luôn miệng kêu không có thời gian. Thế giới này luôn công bằng, thành hay bại do chính mình lựa chọn. Câu chuyện thứ 7, ba chàng thanh niên và bí mật của thị trấn Táo Đỏ. Ba chàng thanh niên cùng nhau đi chơi, tìm kiếm cơ hội làm ăn phát đạt. Tại một thị trấn miền núi xa xôi, họ tìm thấy một giống táo đỏ, quả to và ngọt. Giá bán tại địa phương của loại táo chất lượng cao này rất rẻ. Người thanh niên đầu tiên nhìn những quả táo này, ánh mắt sáng lên. Anh lập tức dốc hết mọi vốn liếng mang theo, mua 10 tấn táo ngon nhất chuyển về quê, bán với giá gấp đôi ban đầu. Bằng cách này, anh đã thực hiện nhiều chuyến buôn khác và sớm trở thành người giàu có nhất ở quê nhà. Chàng trai thứ hai nhìn những quả táo và suy nghĩ một lúc. Anh ta đã bỏ ra một nửa số tiền, mua 100 cây giống táo tốt nhất, vận chuyển chúng về nhà, nhận khoán một sườn đồi và trồng một vườn táo đợi đến ngày thu hoạch. Trong suốt 3 năm, anh chăm sóc vườn cây ăn quả và tưới nước đều đặn cho chúng. Người thanh niên thứ ba nhìn những quả táo và đi dạo quanh vườn cây ăn quả trong vài ngày. Cuối cùng, anh ta tìm được chủ nhân của vườn cây ăn quả, chỉ tay vào dưới gốc cây ăn trái và nói, tôi muốn mua đất này. Người chủ sửng sốt rồi lắc đầu nói, không, tôi không thể bán mảnh đất này. Không bán được, vì bán đi rồi ông ta lấy gì mà trồng cây. Anh ta giơ một nắm đất trên mặt đất lên và cầu xin, tôi chỉ muốn một nắm đất này thôi, hãy bán cho tôi có thể trả ông bất cứ giá nào. Người chủ đấy nhìn anh cười cười và đáp, được rồi, tôi có thể cho anh số đất này. Anh chàng mang đất về quê và nhờ các chuyên gia tiến hành thử nghiệm để phân tích các thành phần và độ ẩm khác nhau của đất, đồng thời mô phỏng nhiệt độ không khí, độ ẩm và ánh sáng mặt trời tại địa phương nọ. Sau đó, anh ta nhận thầu một sườn đồi cằn cỗi và dành trọn 3 năm để canh tác và chăm bón cho mảnh đất giống như mảnh đất màu mỡ kia. Cuối cùng, anh ấy đã trồng những cây táo non trên đó. 10 năm đã trôi qua và số phận của 3 người hoàn toàn khác nhau. Người thanh niên đầu tiên đi mua táo vẫn mua táo và trở về bán, nhưng tiền kiếm được càng ngày càng ít, thậm chí có khi không lãi hoặc lỗ nặng. Người thanh niên thứ hai mua cây giống đã có vườn cây ăn quả của riêng mình. Tuy nhiên do thổ nhưỡng khác nhau nên những quả táo mọc ra có phần kém hơn, nhưng anh ta vẫn có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Người thanh niên thứ ba mua đất là người cuối cùng sở hữu và thu hoạch táo,
những quả táo anh trồng rất ngọt và thơm, thu hút vô số người mua và luôn bán được giá tốt nhất. Câu chuyện này đã phản ánh thực tế, mỗi người một hướng đi và kết quả cho ra các kết quả khác nhau. Nó cũng giống như cách chúng ta nhìn nhận và định hướng cuộc sống của mình. Tư duy quyết định tầm nhìn quyết định thành tích. Cơ hội giống nhau, lựa chọn khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Những người kiếm tiền trước chưa chắc đã kiếm được nhiều nhất. Ai có tầm nhìn xa, biết đầu tư đường dài để bắt được con cá lớn thì sẽ là người được nhiều nhất. Càng nhẫn nại thành tích càng vẻ vang. Câu chuyện thứ 8:03 yếu tố quyết định tầm nhìn và tâm thái của một người. Ở mỗi cảnh giới khác nhau, con người sẽ có tầm nhìn và tâm thái khác nhau. Hơn nữa, khi tiến đến một cảnh giới cao hơn, chúng ta sẽ nhận ra bản thân có một cái nhìn và tâm thái hoàn toàn khác. Những yếu tố quyết định đến tầm nhìn và tâm thái của một người có rất nhiều, nhưng có 3 yếu tố quyết định nhất chính là những cuốn sách đã đọc, con đường đã đi qua và những người mà ta từng gặp. Những cuốn sách đã đọc qua. Đọc sách giúp một người siêu việt và thay đổi khí chất của mình. Trong cuốn Nhan Thị Gia Huấn có câu, tích tụ vạn quán gia tài, để bất thượng độc thư hữu ích, ý nói tích lũy gia tài bạc triệu cũng không hơn đọc một cuốn sách có ích. Từ xưa đến nay, đọc sách vẫn luôn là cách khai mở cho nhân loại, giúp con người có được trí tuệ, sáng tỏ lý lẽ. Đó cũng là phương thức cơ bản nhất giúp con người học được đạo lý làm người. Đọc sách có thể giúp cho một người có kiến thức nông cạn, trở thành một vị trí giả có tri thức uyên bác. Khí chất không đến từ vẻ ngoài mà toát ra từ sự tu dưỡng và tài hoa bên trong. Tăng Quốc Phiên từng nói, khí chất của con người do trời sinh, vốn khó có thể cải biến, duy chỉ có đọc sách là có thể cải biến được. Nếu chúng ta đọc một cuốn sách, đọc một vài ngày, có thể sẽ chưa có gì cải biến. Nhưng nếu chúng ta đọc nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn thì nhân sinh quan, giá trị quan của chúng ta sẽ thay đổi, tẩy tịnh được nội tâm, phóng đại tầm nhìn, dần dần ảnh hưởng đến nhân sinh. Chính vì vậy mà người xưa đều sống theo phương châm, ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Trong xã hội truy đuổi vật chất, khi chúng ta có thời gian đọc sách, thưởng thức được những ý vị trong đạo lý sống của người xưa, thấy đủ thường vui, người không có truy cầu phẩm cách tự cao, thì sẽ khiến tâm bình khí hòa hơn. Hay khi lâm vào nghịch cảnh, gặp phải bế tắc, những lời dạy bảo, trời sinh ta tất có chỗ dùng, sẽ khiến tâm thái thay đổi. Kỳ thực, đọc sách không nhất định sẽ mang lại cho chúng ta những lợi ích vật chất hiện thực, nhưng nó giúp chúng ta tránh bị những vụn vặt đời thường làm cho mất cảm xúc. Nó giúp chúng ta trở thành một con người có hiểu biết, có tư duy, có tầm nhìn rộng mở. Những con đường đã đi qua. Những con đường đã đi qua sẽ giúp một người hiểu ra rằng thế giới thật to lớn. Sẽ luôn có những người, sự vật và những điều hoàn toàn khác với chúng ta đang tồn tại và xảy ra ở trên thế giới này. Nó khiến chúng ta hiểu rằng không phải ai cũng đang sống theo cách của chúng ta. Có câu nói, đọc vạn cuốn sách, đi ngàn dặm đường. Càng đi qua nhiều những con đường khác nhau, người ta sẽ càng có tầm nhìn rộng lớn hơn. Khi tầm nhìn càng rộng lớn, người ta sẽ càng có cái nhìn khác về nhân sinh, ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Khi trải qua nhiều việc trên đời, gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau, hoài bão của một người sẽ trở nên rộng lớn. Họ cũng sẽ không giới hạn bản thân ở một khoảng không gian nhỏ hẹp, không cảm thấy tù túng với thế tục. Khi ấy, họ sẽ có thể dùng tâm thái tốt đẹp để đối mặt với cuộc sống của chính mình. Thời cổ đại, du ngoạn, ngao du sơn thủy là một nét văn hóa không thể thiếu, đặc biệt là đối với các văn nhân, thi nhân, đạo sĩ như Lý Bạch, Vương Duy. Sử học gia Tư Mã Thiên, năm 20 tuổi đã đi khắp 9 tỉnh của đất nước, về sau hoàn thành nên bộ sử ký nổi danh nhất lịch sử. Ngay từ nhỏ, Tư Mã Thiên đã được cha là Tư Mã Đàm, sử học gia nổi tiếng học rộng tài cao thời Tây Hán tận lực bồi dưỡng. Từ năm lên 10 tuổi, Tư Mã Thiên bắt đầu đọc một vạn cuốn sách. Tư Mã Đàm còn thỉnh mời các nhà nho nổi tiếng đương thời là Khổng An Quốc, Đồng Trọng Thư làm thầy dạy cho Tư Mã Thiên. Năm Tư Mã Thiên 20 tuổi, cha ông đã cho ông một chiếc xe ngựa để ông thực hiện các chuyến đi thực tế trong xã hội rộng lớn. Mục đích là để Tư Mã Thiên tiếp xúc với sông núi hùng vĩ và các phong tục sinh hoạt của người dân bốn phương, tìm kiếm các truyền thuyết lịch sử và các tư liệu lịch sử khác nhau. Tư Mã Thiên đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi học này, cuối cùng trở thành người am hiểu mối liên hệ giữa tự nhiên và con người, thông hiểu cổ kim. Những người ta từng gặp: Khổng Tử giảng, Phu Nhân giảng, Kỳ Dục lập nhi lập nhân, Kỳ Dục đạt nhi đạt nhân, Chí nói phàm là người nhân từ, thì khi mình muốn lập được thân thì mình cũng khao khát cho người khác được như thế. Tầm nhìn và tấm lòng của một người sẽ thể hiện ra ở sự bao dung đối với người khác,
Cho nên, những người ta đã từng gặp giúp ta học được bao dung và cảm ơn. Mỗi người sống trên đời đều có điểm mạnh điểm yếu riêng. Điểm mạnh của một người có thể là điểm yếu của người khác. Điểm yếu của người khác lại có thể là điểm mạnh của mình. Cho nên, tầm nhìn và tấm lòng của một người thường không nằm ở điểm người ấy có thế mạnh gì, mà là người ấy có thể nhìn rõ điểm mạnh của người khác, chấp nhận sự khác biệt của người khác và có thể thoát ra khỏi những thành kiến mà thân phận và địa vị mang lại. Họ có thể vừa dùng trí tuệ để nhìn kỹ người khác, lại dùng tấm lòng để bao dung người khác. Hàn Tín ngay từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, dựa vào việc câu cá đổi tiền duy trì cuộc sống. Ông thường bị những người xung quanh xem thường. Một lần, có một đám thiếu niên hư hỏng ở trước mặt Hàn Tín mà làm nhục ông. Một người trong đó nói với Hàn Tín, ngươi khoác kiếm làm gì? Ngươi dám sát nhân không? Ngươi dám sát nhân thì chặt đầu của ta xem. Nếu ngươi không dám sát nhân thì ngươi chui háng ta mà đi. Hàn Tín là người có chí hướng lớn, nên ông đã không gây sự mà nhẫn nhịn chui qua háng của kẻ kia. Nếu khi ấy, Hàn Tín lấy đầu kẻ vô lại bằng thanh bảo kiếm của mình, ông sẽ không phải chịu nỗi nhục chui dưới háng của hắn. Nhưng sẽ không có đại tướng quân Hàn Tín nổi danh sau này. Những điều Hàn Tín trải qua nói cho chúng ta biết đạo lý. Có thể bao dung được những điều mà người trong thiên hạ khó dung được thì mới có thể làm được những điều mà thiên hạ ít người làm được. Trong xã hội hiện đại, mỗi người đều theo đuổi thành công. Người cố gắng có rất nhiều nhưng người có thể nhường nhịn và khoan dung lại rất ít. Lấy tâm mừng vui mà xem sự việc, mọi việc sẽ đều vì ta mà sinh. Lấy tâm cảm ơn mà nhìn người, mỗi người đều sẽ vì ta mà đến. Học được bao dung và cảm ơn người thân, bạn bè, những người đem đến cho ta niềm vui và cả những người đem đến cho ta khó khăn trắc trở mới khiến tấm lòng của chúng ta rộng mở. Câu chuyện thứ 9, gánh nước. Có một ngôi làng đã cư trú lâu đời trong thung lũng. Để lấy nước uống, họ phải đi đến một con sông rất xa. Người già và trẻ nhỏ không thể đến được. Thế là dân làng quyết định giao cho hai thanh niên khỏe mạnh nhiệm vụ gánh nước hàng ngày, đồng thời cam kết mỗi gánh nước sẽ được trả một khoản thù lao nhất định. Hai chàng trai vui vẻ nhận lời. Sau đó họ chuẩn bị thùng gánh nước. Hàng ngày, lúc mặt trời mọc họ đi làm cho đến tận hoàng hôn mới nghỉ. Mặc dù rất vất vả, nhưng do có thu nhập cũng khá nên họ làm rất hăng say. Một anh chàng nghĩ, đến khi mình để dành đủ tiền, mình sẽ làm nhà, rồi cưới vợ sinh con. Khi đó cuộc sống mới thật hạnh phúc nhường nào. Còn chàng trai thứ hai lại nghĩ, mỗi ngày trèo đèo lội suối, gánh nặng đường xa, chẳng thể làm lâu dài như thế được. Hơn nữa, gánh nước đã lấy hết thời gian của mình, chẳng có chút tự do và vui thú gì cả. Nếu mà dẫn được nước từ con sông ngoài núi kia vào thung lũng, thì chẳng phải sẽ không cần gánh nước đó sao? Đương nhiên, việc dẫn nước sông vào thung lũng không hề dễ dàng chút nào, đó là công trình lớn cần đầu tư công sức. Nhưng chàng trai này vẫn tin tưởng, việc này là do con người, chỉ cần mọi người nhất trí đồng lòng, không có việc khó nào mà không làm nổi. Một hôm vào ngày hè lúc hoàng hôn, chàng trai kết thúc công việc, tìm đến trưởng bản nói về ý tưởng của mình. Anh hy vọng trưởng bản sẽ kêu gọi tất cả dân làng đóng góp làm đường ống dẫn nước, giải quyết rốt ráo vấn đề nước sinh hoạt cho cả làng. Nhưng ý kiến của anh đã bị đại bộ phận dân làng phản đối. Mọi người nói, truyền thống làng ta từ thời xưa đến nay là gánh nước về sinh hoạt, các cụ bao đời đã làm như thế rồi, anh lại muốn thay đổi à, muốn hơn các cụ à. Đúng là trứng khôn hơn vịt, tốt nhất là anh cứ chăm chỉ đi gánh nước đi, đừng có suy nghĩ viển vông mà tự cắt con đường sống của bản thân mình. Mặc dù mọi người không tiếp thu đề xuất của mình, chàng trai vẫn không chịu từ bỏ ý định. Anh tận dụng thời gian rỗi, cùng với mấy người bạn ủng hộ, họ cùng nhau lặng lặng làm đường ống. Mấy năm sau, anh chàng gánh nước kia có một khoản tiền, không những làm nhà, lấy vợ, mà còn mua được nhiều đồ gia dụng và lương thực. Còn anh vẫn cô độc một mình, sống trong căn nhà lá ọp ẹp. Anh dành toàn bộ tiền công đầu tư và làm đường ống dẫn nước. Lại mấy năm nữa trôi qua, đường ống nước của anh đã về đến làng. Nhìn dòng nước trắng phao phao chảy ào ào không dứt, mọi người đều vui mừng bất ngờ, tới tấp đến mua nước. Anh bạn cùng gánh nước kia bị thất nghiệp vì nước mua từ đường ống rẻ hơn nước gánh rất nhiều. Anh bạn kia đành phải đi đến làng khác xa xôi gánh nước thuê để nuôi gia đình, thu nhập cũng ít hơn trước nhiều. Tầm nhìn sẽ quyết định đến tương lai của con người. Người có tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy được cái lợi ích và tiện lợi trước mắt. Đó đều là những cái lợi nhỏ nhoi, ngắn hạn mà thôi. Người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ bỏ cái lợi nhỏ, ngắn hạn trước mắt mà đầu tư công sức, tiền của vào tương lai. Rồi ắt có thành công lớn, thành quả lâu dài. Người có thành công lớn là người có tâm nhẫn nại, quyết chí bền lòng. Ngoài ra,
đó phải là người có lòng thiện lương, vì lợi ích cộng đồng thì mới nhận được sự giúp đỡ góp sức của người khác. Nếu chỉ dựa vào quyết tâm sức lực cá nhân thì việc lớn cũng khó thành. Nếu việc chỉ lợi bản thân thì cuối cùng cũng cáo chung bằng thất bại mà thôi. Nhưng cũng có người có tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại chỉ biết suy nghĩ, kế hoạch viển vông, cứ lần lữa chẳng chờ đủ điều kiện, mãi chẳng bắt tay vào làm thì cũng chẳng làm nên công cán gì. Hành trình vạn dặm cũng bắt đầu bằng từng bước chân. Tích tiểu thành đại, tích đất thành núi, chẳng ai có thể một bước lên trời được. Thành công luôn được xây dựng từ những giọt mồ hôi, tâm huyết, là kết quả tích lũy công sức vất vả từng ngày, từng giờ. Tầm nhìn quyết định tương lai, tầm nhìn cũng là thể hiện của trí tuệ, và cũng có thể bồi dưỡng gây dựng được, chỉ cần dám nghĩ và dám làm, dám chịu chấp nhận rủi ro mà thôi. Câu chuyện thứ 10, người có tầm nhìn hạn hẹp, cuộc đời sẽ càng ngắn ngủi. Trần Lương làm việc trong một công ty nhà nước đã được 10 năm. Những người vào cùng anh đều đã được thăng chức, duy chỉ có anh vẫn mãi là một nhân viên nhỏ bé. Lương của anh cố định mỗi tháng là 15 triệu, lại phải phụ trách tất cả việc chi tiêu trong gia đình. Mặc dù ăn tiêu rẻ rẻ nhưng vẫn không thể đủ với mức sống đắt đỏ nơi thành phố. Sở thích duy nhất của Trần Lương là xem phim. Mỗi lần muốn đi xem phim đều phải phân vân suy xét hồi lâu, càng không nói đến những chi phí khác như du lịch hay học bồi dưỡng. Cuộc sống như vậy đã biến Trần Lương trở thành một người ki bo và thích kiếm lợi từ người khác. Du lịch tiêu hết 420.000 liền báo công ty thành 500.000, bữa tiệc cùng khách hàng cũng phải nghĩ cách để công ty trả 500.000 đến 600.000, ngay cả quà sinh nhật vợ cũng phải đòi công ty thanh toán. Những việc này bị giám đốc phát hiện, vì thông cảm với hoàn cảnh của anh ta nên không truy cứu nữa. Tuy nhiên từ đó anh ta như trở thành cây gai trong mắt giám đốc, khiến anh mãi vẫn không được thăng chức như những người khác. Một con người tham lam tự khắc sẽ không được trọng dụng, làm việc 10 năm trong công ty nhưng Trần Lương mãi vẫn chỉ là một nhân viên cấp dưới thấp của bé họng. Trên thực tế, đó là biểu hiện của tầm nhìn hạn hẹp, vật lộn mãi vẫn chỉ ở trong đáy giếng chật hẹp mà không thể nhảy ra ngoài. Thời Tam Quốc, Viên Thiệu, người từng là một trong những thế lực chư hầu hùng mạnh nhất, cuối cùng lại ôm hận mà chết. Ông là người có tầm nhìn hạn hẹp, hay chần chừ không quyết đoán, không chịu nghe theo ý kiến nghênh đón Hán Hiến Đế về nghiệp thành. Cuối cùng bị Tào Tháo vượt trước một bước. Tào Tháo tấn công Lưu Bị, hậu phương không có binh canh giữ. Đây là cơ hội hiếm có, nhưng Viên Thiệu lại lấy cớ con trai bị bệnh nên không xuất binh, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng đánh bại Tào Tháo. Nắm trong tay một con bài tốt nhưng lại không cách sử dụng, tầm nhìn hạn hẹp và không giỏi mưu lược, Viên Thiệu cuối cùng vẫn thất bại trong tay Tào Tháo, thổ huyết mà chết. Làm người đừng để giống như những đồ vật bị giới hạn trong chính khuôn mẫu và rào cản của chính mình. Người có tầm nhìn hạn hẹp, phần lớn giống ếch ngồi đáy giếng, lòng dạ hẹp hòi, luôn quan tâm đến những lợi ích vụn vặt. Kết quả chỉ nhặt được hạt vừng mà mất hết những hạt dưa. Nếu bạn cứ luôn vì những chuyện vụn vặt, không quan tâm đến những vấn đề thực sự quan trọng của cuộc đời mình, vậy mãi mãi bạn vẫn không thể thoát khỏi số phận ếch ngồi đáy giếng. Câu chuyện thứ 11, người có khả năng nhìn xa trông rộng luôn dễ dàng có được thành công. Những người tài giỏi có chiến lược luôn đứng ở trên cao, nhìn được xa hơn và dễ dàng chớp cơ hội nhanh hơn những người khác. Đó là lý do mà họ luôn có được thành công. Giống như nhà từ thiện lừng lẫy Kiều Chí Dung được tái hiện trong bộ phim Kiều Gia Đại Viện, một trong những bí quyết thành công của anh chính là khả năng phán đoán và tư duy sắc bén. Năm 1838, sau khi đoạt lại tất cả từ tay anh trai, Kiều Chí Dung bắt tay vào công cuộc khôi phục gia trang, chấn hưng gia tộc. Nhận ra được vấn đề khó lưu thông tiền tệ, Kiều Chí Dung bắt đầu lên kế hoạch. Anh mở hai cửa hàng hối đoái Đại Đức Thông và Đại Đức Phong, giúp thương gia thực hiện ước mơ rút ngoại hối ở những nơi khác nhau. Chẳng bao lâu sau, tập đoàn Kiều Thị của anh ta nhanh chóng phát triển khắp cả nước, dần có khả năng chấn hưng Kiều gia, khôi phục lại gia tộc đang trên bờ vực suy vong. Sau khi kinh doanh phát đạt, Kiều Chí Dung vẫn không quên cống hiến hết mình phục vụ Tổ quốc. Khi Tả Tông Đường chiến lại Tân Cương cần lượng lớn lương thực, anh đã tập trung tài trợ hàng triệu lượng bạc. Lý Hồng Chương thành lập Sư đoàn quân Bắc Dương, anh đi đầu trong việc quyên góp 100.000 lượng bạc và tài trợ một tàu chiến. Hạn hán xảy ra, dân đói triền miên, anh lập rạp phát cháo, cứu đói dân tị nạn. Tấm lòng lương thiện ấy đã giúp Kiều Chí Dung có được tiếng thơm lừng lẫy, việc kinh doanh càng trở nên thuận lợi hơn, trở thành thương gia giàu có dẫn đầu tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc lúc bấy giờ. Sự nghiệp thành công của Kiều Chí Dung không phải tự nhiên mà có được, đó là nhờ khả năng nhìn xa trông rộng, phán đoán, tư duy sâu sắc và nỗ lực không ngừng của anh. Những người có tầm nhìn rộng mở,
nhìn có vẻ họ đang đi đường vòng, nhưng thực chất họ đã đến gần thành công sớm hơn bạn một bước rồi. Câu chuyện thứ 12, tầm nhìn không giống nhau tự khắc vận mệnh sẽ khác nhau. Điều gì đã tạo nên sự chênh lệch giữa người với người? Đó chính là tư duy. Tư duy hạn hẹp, đời người cũng sẽ trở nên khác nhau. Lôi Quân và đồng nghiệp của ông cùng nhau đến Kim Sơn làm việc đã nhiều năm, tuy nhiên vẫn chưa làm được gì nổi bật. Năm 2009, bọn họ đều nhận thức được sự phát triển nhanh chóng của Internet. Người bạn đồng nghiệp đã qua tuổi trung niên, có gia đình con nhỏ. Anh muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn tung hoành làm giàu và cũng không muốn tự tạo áp lực cho bản thân. Lôi Quân đã ngoài 40 tuổi nhưng ông vẫn muốn thử một lần, biết đâu đó lại là cơ hội của đời mình. Ông quyết tâm sử dụng Internet sản xuất điện thoại di động, thành lập công ty Xiaomi. Vài năm sau, Xiaomi đã trở thành thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc và Lôi Quân sở hữu khối tài sản lên tới 24,5 tỷ đô la Mỹ. Còn người bạn đồng nghiệp kia vẫn mãi chỉ là một nhân viên bé nhỏ. Hai con người cùng đối mặt với cơ hội kinh doanh giống nhau, nhưng lại có tâm lý và cách tư duy khác nhau. Chính điều đó đã hình thành nên hai cuộc đời trái ngược. Có câu nói rằng, thái độ quyết định cao độ quyết định tầm nhìn quyết định tư duy, và tư duy quyết định kết quả. Những người chỉ cúi đầu quan tâm đến đường đi mà không chịu ngẩng lên nhìn trời, khi không chú ý sẽ rất dễ đi sai phương hướng và không thể lên được đỉnh cao của sự thành công. Người có tầm nhìn hạn hẹp, không chịu nghiên cứu tìm tòi, đối mặt với những con đường lạ lẫm phía trước lại cảm thấy sợ hãi không dám bước tiếp. Nếu cứ để những chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống, vậy cả đời bạn cũng sẽ lún mãi trong hố bùn mà không thể ngoi lên được. Người có chí tiến thủ sẽ không ngừng học hỏi, dù nghèo khó hay vất vả, họ cũng cố gắng thoát ra khỏi vực sâu của cuộc đời và chờ đợi thời khắc lội ngược dòng leo lên đỉnh vinh quang. Bởi vậy, chỉ có nâng cao khả năng tư duy quan sát, bạn mới có thể mở được cánh cửa của sự thành công. Kênh Tìm Kiếm Đầu Tư chúc bạn luôn thành công. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã nghe hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của kênh Tìm Kiếm Đầu Tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.